Rồi ở chỗ này các bạn thấy là hôm trước mình làm cái chữ đăng nhập này nó chỉ là màu đen thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy nhìn nó có màu đỏ nè. Có màu đỏ. Hoặc là chỗ này bạn sẽ định nghĩa lại cái tiêu đề với một cái kiểu màu chữ kích thước. Như vậy nó sẽ thay đổi theo. Thì ở trong này cái slide của mình có nói về cái CSS. Vậy cái CSS này mục đích của chúng ta là giúp cho cái file HTML của mình nó đẹp hơn. Mình có thể thay đổi màu sắc, thay đổi phông chữ và vị trí hiển thị của các thẻ ở trong cái file HTML để mình canh lề cho nó. Ví dụ như sản phẩm của mình, hình ảnh ở trên, chữ ở dưới, rồi giá. Đó, thì mình dùng CSS để mình canh lề. Thì ở trong này người ta đang hướng dẫn cho các bạn là sử dụng một cái file CSS riêng. Một cái file CSS riêng. Như vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở đây mình đang tạo là nó cho phép mình một cái cửa sổ soạn thảo HTML, một cửa sổ soạn thảo CSS thì nó tự động nó link vào. Tự động nó link vào. Còn nếu như mà các bạn làm thực tế trên dự án thì nó không có soạn như thế này, mà mình sẽ làm như thế nào. Vậy ở đây trong cái thư mục này các bạn sẽ tạo giúp cho thầy một cái folder là bài 1. Bài 1. Trong bài 1 này chúng ta sẽ tạo new một cái file mới. File mới. Các bạn nhớ là dùng cái file là txt. TT. Nhưng ở chỗ này các bạn thấy nó có cái phần mở rộng là .txt là file text. Vậy mình không có soạn thảo HTML cũng được nhưng mà nó không hiểu. Trình duyệt nó không hiểu. Vậy mình sửa lại chỗ này thành index.html. Được không? Được chưa? Enter. Thì nó sẽ hỏi rằng là bạn có chắc là chuyển sang cái đuôi đó không? Yes, nó đã tự động nó chuyển nè. Được không? Nó tự động nó chuyển đuôi. Và mình click chuột phải. Mình có thể chọn Open with. With cái gì? Hoặc là ở trong trình duyệt của các bạn á, nếu như mà các bạn cài cái Notepad cộng rồi á, thì nó sẽ cho các bạn là edit Open with Notepad cộng. Nếu như mà không có thì mình có thể là mở cái Notepad cộng lên và mình mở đến đúng cái thư mục này để mình mở cái bài của mình lên. Chọn Open và chọn đến đúng cái thư mục của mình ở trong Poly. Giả sử lúc nãy thầy tạo trong Poly, trong web bài 1 đây, index.html. Trong khi mà các bạn có thể các bạn lấy nguyên cả cái đoạn code này về copy bạn dán vô đây. Đây là đoạn code của mình. Đây là đoạn code của mình đã code trên web. Lưu lại. Như vậy thì khi mà mình đã lưu lại rồi, mình ra cái cửa sổ này, mình đã thấy cái form của mình nó ở đây rồi nè. Được chưa? Ở trên kia mình soạn cái gì là mình copy cái đoạn code ra là nó đã ra đến cái nội dung đó. Cái tiếp theo là chỗ này chúng ta thấy là có cái CSS. Như vậy cái chữ đăng nhập này của mình ở trong này thì mình thấy nó màu đỏ nhưng mà ở ngoài này của mình chưa thấy. Đây, nếu mà thầy chạy web luôn chưa thấy màu đỏ. Vậy làm sao để mình cho nó cái chữ đăng nhập này xuất hiện màu đỏ ở đây? Thì cái phần CSS ở trong slide người ta hướng dẫn cho mình nè, sẽ có một cái link để liên kết đến CSS. Thì cái cấu trúc của cái link là như thế này. Đây, cấu trúc của link, nếu mà các bạn chưa nhớ các bạn có thể copy cái link này vào. Link mình để ở bên phần head, copy ở đây. Cấu trúc của nó là rep là style ha, cái này là style là cái kiểu,
và test CSS. Rồi đường dẫn đến cái file CSS là ở đâu? Là ở trong cái thư mục CSS. Vậy thì ở bên trong này các bạn tạo thêm giúp cho thầy một cái folder là CSS. Rồi, ở bên trong thư mục CSS này các bạn tạo cho thầy một cái file đúng cái tên này luôn là style CSS. Đúng cái file này mình cũng new test. Sau đó mình chọn nguyên cả cái mục này, chọn hết luôn cả cái tên này, dán nó vô là style CSS. Và cũng tương tự, nó hỏi mình có đổi đuôi không? Đổi. Và ở chỗ này các bạn cũng mở cái file CSS đó ra. Cái này là cũ bỏ, mình chỉ để lại mấy cái mình cần thôi. Rồi mình mở cái file CSS ra. Cái CSS này của mình chưa có gì hết. Mình sẽ để vô đây, mình định nghĩa cái thẻ H1 của mình. Mình định nghĩa lại thẻ H1. Mình định nghĩa ở đây là colors. Colors. Mình cho nó bằng red. Đó, color cho bằng red. Ở chỗ này chúng ta, một là chúng ta sử dụng là màu, mã màu. Hai là chúng ta có thể dùng chữ. Như vậy chúng ta dùng mã màu trước đi, tí nữa chúng ta dùng chữ. Color. Lưu lại. Lưu lại bên này. Và mình chạy lại cái file của mình hồi nãy. Đây. Màu đỏ. Được chưa? Như vậy là mình đã can thiệp được vào cái file CSS để mình điều chỉnh cái thẻ H1 này của mình. Trong cái file CSS này mình cụ thể là mình thay đổi H1. Mình thay đổi H1 thì nó có cái màu này. Giả sử ở trong này mình còn nhiều thẻ khác, ví dụ thẻ label của mình, mình chọn cái label này, mình cho label là màu xanh. Mình chọn cho label là màu xanh. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể dùng cái thẻ color 2 chấm. Ra đây, mình sẽ refresh lại. Đây, tất cả cái label của mình màu xanh. Tất cả label mình đã sửa nó thành màu xanh. Như vậy, đó gọi là CSS. Vậy mình thay đổi cái định dạng của các cái thẻ này của mình. Ví dụ như chữ trong này của mình nhập là Nguyễn Văn An, ví dụ như vậy. Password nhập vô đây. Như vậy cái chữ này giả sử như là mình muốn nó thay đổi thành màu khác thì chúng ta sẽ sửa trong CSS của chúng ta. Đối với lại cái chữ thì mình sẽ sử dụng thẻ input. Vậy thì mình đặt CSS cho input. Ví dụ chỗ này chúng ta cũng đổi là màu. Chúng ta sẽ đặt màu ở đây là green. Đặt màu green. Các bạn, chỗ này các bạn refresh lại. Chữ của chúng ta nó đã đổi thành màu xanh lá. Như vậy các bạn sẽ thực hành giúp cho thầy làm lại ở chỗ này. Thứ nhất là các bạn sẽ tạo ra một folder. Nhắc lại, cái folder này của mình nó sẽ chứa tất cả các cái file cho một cái dự án web. Ví dụ như sau này các bạn sẽ viết web cho công ty thì các bạn tạo một cái folder để chứa tất cả các cái nội dung web. Phía bên trong nó có một cái file chính thì chúng ta đặt là index.html.
Ở trong này nó có những cái file liên quan đến định dạng, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái folder CSS. Trong folder này các bạn sẽ đặt cái tên, tùy các bạn muốn đặt tên gì cũng được, đó là style.css. Được chưa nào? Đó là về phần tạo file. Và khi các bạn mở lên đây thì chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là cái nội dung soạn thảo mà chúng ta đã học hôm trước. Cái nội dung thứ hai là cái file CSS. Như vậy trong cái file CSS này mình muốn thiết lập cho cái thẻ nào thì các bạn ghi cái thẻ đó ra. Và phía bên trong nội dung các bạn muốn đặt cái thuộc tính gì thì các bạn thay đổi thuộc tính đó. Ở trong này người ta đã hướng dẫn cho mình một số thuộc tính. Ví dụ như các bạn cho canh lề, các bạn cho màu, tức là trong, hoặc là các bạn chọn font size 20, đó là kích thước file, font size, hoặc là font style là kiểu font, thì các bạn có thể là thay đổi cụ thể ở đây. Tí nữa thầy sẽ giới thiệu lại cho các bạn một cái file mà hôm trước mà mình làm. Nó có một cái file hôm trước thầy gửi cho các bạn trên Zalo đó. Thì cái phần CSS này người ta nói nhiều hơn. Nhưng đối với các bạn bây giờ, thầy cần các bạn hỗ trợ cho thầy làm cái file mẫu giống như thế này là được. Đó, làm file mẫu giống như thế này là được rồi. Như vậy mình sẽ tạo ra một cái file index. Tạo ra một cái file index. Bên này nó có một cái file CSS. Và khi mà các bạn chạy lên thì nó sẽ hiển thị màu đỏ, màu xanh và chữ của các bạn. Nó sẽ chuyển thành màu xanh lá. Ví dụ như vậy. Đó là xong cái bài tập lúc này. Bài tập của chúng ta đến đó. Và các bạn xem lại cái cấu trúc file. Hồi nãy thầy thêm cái gì? Thứ nhất là đối với lại cái bài cũ hôm trước, thầy chỉ thêm cái đường này vô. Thêm cái đường link này vô. Thêm cái đường link là link rep style set test css. Phần này các bạn để giống như vậy, giống y chang. Còn cái chỗ này tại sao nó có cái css set? Bởi vì cái file css của mình đang lưu ở bên trong một cái thư mục con, bên trong thư mục con của dự án, thì mình phải chỉ cái đường dẫn cho nó vào thư mục con, vào đến cái file CSS của mình để mình lấy được cái CSS ra. Ở bên trong đó các bạn thay đổi thẻ nào thì thẻ đó nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái CSS đó. Được không nào?